Hi, chào mọi người, lại là Tường Vi đây. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chợ Xe. Và hôm nay là tiếp tục chuyên mục xe cũ giá rẻ. Tường Vi sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc Honda City CVT 1.5. Thì đây chính là chiếc Honda City 1.5 CVT. Đầu tiên là mình sẽ đi xem một vòng cái ngoại thất xe, xem là xe có sơn lại hay không, xe có còn mới không, có bị đâm đụng gì hay không nha. Theo như mà mình đánh giá nha, mình nhìn sơ qua nãy giờ thì mình đánh giá là nước sơn của xe này còn khoảng là 80-90%, tại vì có những chỗ nó sơn lại, ví dụ như là ở đây, đây nè, đó, mọi người có thấy là ở giữa những cái kẽ nó được sơn lại không, cái màu nó còn gọi là vẫn còn tèm lem với lại nhem nhuốc. Ở đây cũng vậy nè, có ngay cái phần kiến đây nè, đây những cái vết sơn lại nó không có được đều, nó không có được đẹp nè. Và ở hai cái màu trắng ở đây đó, mọi người có thể cái sự khác nhau không? Rồi về phần mâm xe với bánh xe thì là mâm 16, trên mâm thì nó vẫn có những cái vết chày xước như thế này, mà mình thấy là cái vết chày xước nó không có nhiều lắm. Cái bánh này là vào khoảng tuần thứ tư của năm 2017. Thì xe này là xe năm 2017 nên là bánh này sẽ là bánh zin theo xe. Và theo như mình đánh giá thì bánh xe khá là mòn rồi đó mọi người. Nhưng mà sau hơn 4 năm sử dụng, từ năm 2017 đến bây giờ, thì những cái vết mòn của bánh xe hay là những cái vết chày ở cái mâm xe này thì vẫn gọi là tạm chấp nhận được, vẫn còn chấp nhận được, chứ nó không có đến nỗi nào đâu mọi người. Tiếp nha, ở phần thân vỏ thì mình nhìn sơ qua là nó không có bị cứng mớp hay là đâm đụng va chạm gì hết, nó chỉ có những cái vết sơn lại này kia thôi. Đây, bây giờ mình sẽ thử mình mở cửa xong rồi đóng cửa để cho mọi người nghe thử là cái tiếng cửa nó có bị kẹt hay là nó như thế nào hay không nha. Đó, thì mình đánh giá là cái tiếng cửa nó vẫn còn khá là ok, nó không có bị sọc sệt hay nãy kia. Đây, và ở đây. Đây nè. Thì mọi người có thấy ở cái vành xe không? Những cái viền này nó vẫn còn mới, nó không có bị cong quẹo gì hết. Thì chứng tỏ là xe nó cũng không có bị đâm đụng hay là va chạm gì hết. Ở cái phần đuôi xe thì đây nè, như mọi người nó có thể thấy là nó sẽ có những cái vết chày nhỏ như thế này, hoặc là những cái vết sơn lại như thế này nè. Đây nè, đó. Ở đây thì những cái vết sơn lại này khá là nhỏ, khi mà mình nhìn xa hoặc là mình nhìn sơ, mình nhìn mắt thường á thì mình sẽ không thấy đâu. Chỉ khi nào mà kiểu mình lại gần xong rồi mình nhìn kỹ, mình soi từng chi tiết một á thì mình mới thấy được là những cái vết sơn này nó sơn lại, rồi thấy được những cái vết chày nhỏ này. Bây giờ mình sẽ mở cốp lên cho mọi người coi ha. Thì đây là cái cốp của nó. Thì bây giờ là mình sẽ mở thử cái khoang động cơ nó cho mọi người xem nha. Đây, chiếc này sử dụng động cơ Ivtec 1.5 lít. Và mọi người có thể thấy là những cái con ốc của nó nè, những con ốc ở đây nè. Đó, những con ốc này và con ốc ở dưới kia. Đó, mọi người có thấy là những cái màu nó đều khớp nhau không? Nó không có bị lệch đi, con chứng tỏ là xe này nó chưa có qua xử lý hay là chưa có làm lại cái động cơ này. Thì theo như mình đánh giá là động cơ còn rất là mới nha mọi người. Về khoang hành khách đó, thì mình thấy là chỗ ngồi khá là rộng rãi, mình có thể thẳng chân ra được nè. Có thêm cái điều hòa ở hàng sau thì nó sẽ đỡ nóng hơn, nó khá là tiện lợi đó. Mà tuy nhiên là điểm trừ là nó không có cái bệ tì tay ở đây hay là cái chỗ đựng cốc. Thì mình nghĩ là nếu như mà nó có cái bệ tì tay thì nó sẽ ok hơn. Ở phần khoang lái á, thì mình thấy là những cái chỗ ghế ở đây nè, nó vẫn còn những cái vết nhăn và vết hằn nha. Bên đây cũng vậy luôn, cái da ghế nó vẫn còn bị dơ. Nhưng
Tuy nhiên á, thì cái phần vô lăng cầm ở đây, với lại cái cần số, cái tay nắm cửa thì nó không có bị mòn quá là nhiều. Và cái tắp lô nó cũng còn mới nữa mọi người. Để bây giờ mình sẽ bấm thử cái màn hình cảm ứng cũng như là những cái nút này xem là nó có còn nhảy hay là không ha. Thì đây, cái màn hình cảm ứng. Đây, theo mình đánh giá thì cái này nó xài bình thường, nó không có đứng chững hay là nó cũng không có nhảy. Không phải nó không nhảy mà nó cũng không đứng chững, nói chung là nó rất là bình thường. Rồi cái nút thì đó, dặn chắc tay, không có bị cọc kệt hay sọc sệt gì. Đó, dặn khá là chắc tay ha. Thì chiếc này là odo là hơn 37.000 km. Thì với cái odo như thế này và cái những cái vết hằn trên ghế, rồi những cái vết nhăn nheo, rồi vết chạy xước ở mâm xe, rồi cái độ mòn của lớp, thì mình thấy là mọi thứ nó vẫn trong cái khoảng gọi là chấp nhận được, chứ nó không có đến cái nỗi nào đâu. Đó, cái cần gạt mưa thì nó vẫn còn khá là nhạy nha mọi người. Hiện tại thì chiếc Honda City 1.5 CVT này đang được rao bán với mức giá 405 triệu. Nếu như mà mọi người có thắc mắc hay là muốn được trao đổi kỹ hơn, tư vấn kỹ hơn cũng như là thương lượng thêm về giá thì mọi người có thể đến trực tiếp tại số 714 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc mọi người có thể liên hệ với số điện thoại ngay góc màn hình. Ok, video đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người đừng quên nhấn like và subscribe cũng như là bật chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.